Cái này cái khác. Cái dòng ra chua đó kìa. Cái to nó chua thiệt ông ơi, chua mà. Cái này phải cây chua. Ơ gì kìa trời. Cái dao da chua mà không tin. Chua. Một loại đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đây, cái nước cái này là một cái. Cái non của hắn đây thôi, cái non của hắn cho nên lá nó to thôi chứ còn lớn lên là hắn là cái này nè. Lên để bỏ về đem về thành phố hay. Quơ trời cây sung. Quá sung đi. Ví dụ như là vào không ăn sung đâu. Ăn chủ ăn quá trời luôn, muốn ăn rọc rọc cả ngày ấy trời. Ủa anh thích ăn cái này lắm luôn á, anh thích mấy cái quả chát chát á. Ủa đó hả? Không ừ. Thôi mày cất cái con này. Ê, chị thấy cái chi nó cũng ăn mà đúng không? Không, nó không ăn quả chín. Mây à, mây mình to đi à? À mây mây ngày xưa mình bắt cây mây mình nhỏ thôi đấy. Hạt dẻ. Hạt dẻ đó hả? À ha. Đó đúng không? Đúng là cái dẻ đó không đó. Lạ ghê luôn. Ồ, lần đầu tiên thấy luôn á bà con ơi. Dẻ bán cầu này chị, một nửa cầu. Ghê luôn á. Nửa cầu nghĩa là đó. Hăng hình. Không ai thấy hết nha. Không biết là không được chụp hình đúng không? Rồi chụp xong rồi. Dạ đâu cái ni là con vọt làm gãy. À đúng rồi. Trời ơi, nguyên cả cái bự chát luôn á, cái bự chát luôn. Lần trước đi chưa thấy. Trời ơi. Là mình phải đi cũng vọt dạ vọt nó ăn cái nó lòng cái kia ở trong nó ăn ngon lắm. Wow.